cưng điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến Đức Linh Bình Thuận để xem anh Hòa sẽ sử dụng cái cưng điện tử nào để cưng gà vịt anh chị ha. Bên trái là cưng điện tử inox XK3190T7E dạng ghế ngồi anh chị ha. Còn bên phải là cân điện tử inox chống nước DI166SS. Thì cả hai cân đều có những cái chân đế tân đơ, nghĩa là chúng ta đặt trên mặt nền mà nếu nó không thăng bằng thì chúng ta chỉ cần là chỉnh cái chân thôi là cân nó sẽ thăng bằng về kiên cố trên mọi bề mặt luôn. Cả hai cân đều là chất liệu inox cả anh chị nha, nhưng mà cân TPE bên tay trái là chỉ là chống rỉ thôi chứ không hoàn toàn chống nước. Còn anh chị nào mà quan tâm đến cân điện tử inox chống nước và chốt số nhanh để cân gà vịt thì chúng ta sẽ quan tâm cái cân DI166SS bên tay phải và màn hình số màu xanh đó anh chị. Cả hai cân này đều có chức năng là cân trừ bì lòng. Nếu mà anh chị mà không quan tâm đến cái tính năng trừ bì trước á thì chúng ta cứ khởi động cân lên và cân hiển thị không chống thông là chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta cân thôi. Cân xong rồi chúng ta sẽ trừ lại những cái mã lòng sau. Còn một số anh chị mà thích trừ bì trước á thì mình chỉ cần đặt cái lòng trước. Nếu mà mình cân một lần hai lòng thì mình đặt hai cái lòng lên rồi mình bấm ta re để nó trừ bì hoặc là âm lòng, hoặc là cân sẽ trở về 0.0 để chúng ta cân. Anh chị thấy cái cân DI166SS nha anh chị ha, nó chốt số rất là nhanh, nghĩa là khi chúng ta đặt cái lồng gà lên là số nó ổn định số và nó giữ số lại cho mình, nó rất là nhanh luôn. Cho dù con gà nó nhúc nhích, nó cựa quậy, nó nhún nhảy đi nữa thì số nó phải dừng lại rất là nhanh để mình ghi. Còn nếu mà anh chị chọn cái cân XK1190T7E để cân gà vịt á thì nó hơi nhảy số, nghĩa là gà vịt mà nếu nó có nhúc nhích thì nữa thì số nó thay đổi rất là nhanh. Cho nên là để tiết kiệm thì mình sẽ mua cái cân TBE này để mình cân gà vịt. Còn nếu mình thông thả tài chính hoặc là mình muốn cái cân nó bền hơn thì mình sẽ quan tâm tới cái cân điện tử inox DI166SS anh chị ha. Vậy là chúng ta đó có nhìn tổng quan hơn, so sánh trực tiếp hơn hai cái dòng cân điện tử gần như là phổ biến trên thị trường. Một là dòng cân ghế ngồi inox XK3190TBE, hai là dòng cân điện tử inox chống nước và chốt số DI166SS. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái dòng cân này nó hữu ích quá, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì kênh tự Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và miễn phí giao hàng tận nơi đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.